Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình sân chơi truyền hình lưu giữ hồn quê tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Nét đẹp mừng thọ cho người cao tuổi ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. Thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm cải tạo ao tù thành nơi sinh hoạt văn hóa sạch đẹp. Mô hình thắp sáng đồng quê ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Trong một góc nhìn văn hóa có phóng sự ô nhiễm môi trường chăn nuôi ở xã Phú Cường, thành phố Nghiên và đi ngược chiều trên quốc lộ 5 nguy hiểm đến từ sự thiếu văn hóa. Cuối chương trình trong mục di sản Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đình Hoan Ái, những giá trị đặc sắc. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Vừa qua tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình sân chơi truyền hình lưu giữ hồn quê. Đây là cuộc giao lưu văn hóa giữa hai thôn Cẩm La và Đông Bạn. Mở đầu chương trình là phần thi kể chuyện làng tôi với hai tiết mục hát chèo ca ngợi nét đẹp quê hương của hai làng Cẩm La và Đông Bạn. Phần thi khéo tay hay nghề, hai đội chơi đã tái hiện lại khung cảnh gói bánh chưng ngày Tết. Đến với phần thi lưu giữ hồn quê, các đội chơi đóng góp những tiểu phẩm khá đặc sắc về những vấn đề nóng của xã hội hiện nay như phê phán tệ rượu chè, cờ bạc nông thôn và lên án việc làm ô nhiễm môi trường của một bộ phận người dân. Chương trình kết thúc là phần thi ai nhanh ai khỏe với ba trò chơi đậm chất dân gian là bắt trạch trong chum, khiêng võng nguồn kim và bịt mắt đánh trống. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các xã lân cận đến xem cổ vũ, đem lại tiếng cười sảng khoái cho người dân sau những ngày làm việc vất vả. Chương trình sẽ được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng Chạp, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ lại tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tại đình làng của thôn cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Hội người cao tuổi thôn hiện có trên 900 hội viên. Trong lễ mừng thọ năm nay có gần 100 cụ tuổi chẵn từ 70, 80 và 90 được chúc thọ. Những cụ tuổi lẻ như 75, 85 cũng được địa phương mời tuyên dương chúc thọ. Những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi ở thôn Trai Trang đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hội người cao tuổi của thôn được tạo điều kiện để tham gia các hội thi, hội diễn người cao tuổi, xây dựng quỹ hội để thăm hỏi các cụ ốm đau được kịp thời. Nhân dịp buổi lễ mừng thọ, đại diện lãnh đạo địa phương đã nhiệt liệt biểu dương những đóng góp đầy ý nghĩa của hội người cao tuổi nói chung, của các cụ được mừng thọ nói riêng, mong các cụ tiếp tục nêu cao gương sáng, động viên khuyến khích con cháu tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Trước đây, hồ nước trung tâm thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống ở khu dân cư. Đầu năm 2020, chính quyền xã Đình Dù cùng với nhân dân trong thôn đã góp công, góp của tiến hành cải tạo hồ nước này thành công trình văn hóa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và làm đẹp cảnh quan môi trường. Từ nơi ô nhiễm, nay hồ nước trung tâm thôn Ngải Dương đã được cải tạo sạch đẹp, là nơi người dân trong thôn đến vui chơi, ngắm cảnh hàng ngày, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống ở địa phương. Thôn Ngải Dương là một trong hai khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Văn Lâm. Đình thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang là nơi thờ vọng Đức Thánh Triều Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân. Do ngôi đình và chùa của thôn được xây dựng từ rất lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, nên năm 2020 vừa qua, nhân dân thôn Phú Trạch cùng nhà chùa và khách thập phương đã xã hội hóa xây dựng và tôn tạo lại đình chùa với tổng kinh phí lên đến gần 10 tỷ đồng. Việc xã hội hóa xây dựng các công trình tâm linh của thôn đã huy động được nguồn lực từ nhân dân, phát huy được sức mạnh tập thể. Đây cũng là việc làm ý nghĩa, thể hiện được truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Vừa qua, thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đã đưa vào sử dụng nhà văn hóa thôn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị cũng được đầu tư như đèn điện chiếu sáng, quạt trần, bàn ghế, dàn thu âm thanh. Đến nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2021. Thôn Hào Xuyên có trên 500 hộ dân. Việc xây dựng nhà văn hóa thôn đã giúp người dân có nơi sinh hoạt. Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao cũng có điều kiện phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân tại đây. Tới thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ vào buổi tối, có thể thấy được sự thay đổi rõ nét trên các tuyến đường. Những con đường tối đen như mực trước đây nay được thay bằng hệ thống điện sáng trải dài. Năm 2017, thôn đã vận động tuyên truyền các cá nhân tổ chức tham gia thực hiện mô hình thắp sáng đường quê và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, hoàn thành 4 km đường điện với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Mô hình này đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp đường làng ngõ xóm cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ năm 2019, nhiều người dân ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường trong tổ dân phố. Tuyến đường dài hơn 2 km được đổ bê tông rộng 5 m. Tuy nhiên, hàng cột điện do không được di rời khi làm đường nên bỗng nhiên nằm giữa đường đi lại.
Hiện trên tuyến đường có khoảng 20 chiếc cột điện nằm giữa đường như thế này. Tình trạng này khiến mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông. Tổ dân phố và phường Phùng Chí Kiên đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay những cột điện giữa đường vẫn chưa được di chuyển. Vài năm trở lại đây, diện mạo của xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống của người dân cũng được nâng cao hơn nhờ vào việc tận dụng tiềm năng vùng đất bãi để chăn nuôi bò. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường, và đây là bài toán địa phương vẫn chưa có lời giải. Gia đình anh Vũ Văn Khoa ở thôn Tân Mỹ 2 nuôi khoảng 30 con bò thịt ngay tại vườn nhà. Mặc dù trường trại thường xuyên được rửa dọn sạch sẽ, nhưng vì sát cạnh nơi ở nên vẫn có mùi hôi nồng của phân bò. Có ô nhiễm, có môi trường, có bẩn thỉu cũng vẫn phải chấp nhận thôi. Vì mình chăn nuôi nhiều này mà không ra được cánh đồng thì vẫn phải chấp nhận đi làm nào đâu. Đây là thực trạng chung ở thôn Tân Mỹ 2. Đa phần người dân đều tận dụng quỹ đất của gia đình mình để nuôi bò. Thậm chí có gia đình còn xây chuồng bò ngay sát phòng ngủ như thế này. Số lượng bò của các hộ đều trên dưới 30 con, nhưng hầm bioga lại chỉ khoảng từ 15 tới 20 mét khối. Vì vậy, việc xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường là điều khó tránh. Và hậu quả, tất cả các mương nước trên địa bàn đều có màu đen đặc quánh như thế này. Kèm theo đó là mùi hôi nồng nặc, khó chịu, sộc lên, gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân. Ô nhiễm môi trường là thôi nó không chịu được, mưa gió nước nó dành hết cả lên vườn, ấy. Chết hết cả bể của tôi. Nước ảnh hưởng cả nước nhiều khi lên nó cứ đục nước lắm. Khi mà ăn uống ấy, thì coi như là nó bốc vào khó chịu lắm, mùi nó cứ sộc sữa này. Với tối đấy là mũi là nhiều ong. Đối với thôn Tân Mã 2 thì cái số nhân khẩu bây giờ nó khoảng 1.300 nhân khẩu. Cái số như vậy nhân dân chăn nuôi nó khoảng tới 1.500 đến 1.700 con bò. Thì cái tỷ lệ nước thải chăn nuôi thì thực ra nói thì nó rất là bị ô nhiễm. Trực tiếp này bây giờ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Thì mặc dù là đối với người chăn nuôi thì có thể là mình tiếp xúc nó hàng ngày tiếp xúc với cả cái mùi này rồi thì có thể là nó quen. Đấy thì còn đối với người ở địa phương khác thì đến ban đầu thì có thể là rất là khó chịu. Nguyên nhân là do địa phương chưa có khu chăn nuôi tập trung. Vì vậy, người dân buộc phải chăn nuôi ngay trong khu dân cư. Cùng với đó là ý thức của người chăn nuôi còn hạn chế, trong khi việc kiểm tra, xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường lại chưa được chú trọng. Cảnh quan môi trường Phú Cường ấy, những năm gần đây đã được chỉnh trang. Tuy nhiên thì cái vấn đề lớn nhất là cái vấn đề về môi trường do chăn nuôi xả thải trực tiếp ra các cái kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước, rồi ô nhiễm không khí, thì cái đó là cái còn tồn tại. Đến nay mà Đảng ủy rồi Ủy ban xã cũng đang tập trung để tuyên truyền vận động người dân cũng như là có các cái biện pháp nó cụ thể. Thực trạng người dân bất chấp tính mạng cố tình đi ngược chiều để tiện đường đã diễn ra từ nhiều năm nay trên quốc lộ 5, khiến không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra. Vì đi ngược chiều không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện mà còn tạo thói quen xấu về văn hóa khi tham gia giao thông. Ông Đặng Đình Ngoạn hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Hàng ngày chứng kiến tại trước cửa nhà mình có hàng trăm chiếc xe, từ ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều, khiến ông không khỏi lo lắng. Nhà tôi ở đây lâu rồi, tôi thấy là dân nhiều người ta đi ngược chiều tham gia giao thông không đảm bảo, cũng không ngăn ngừa được. Mà ý thức người dân thì người ta vẫn cứ không tuân thủ theo pháp luật. Ở đây này, anh nhìn xem đấy, xe đấy vẫn có bao nhiêu người ta đi. Ở đây hiện tại mà nói là đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rồi, nhất là ngay cổng làng văn hóa Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên. Đấy, lối sang bên cổng trung tâm y tế Mỹ Hào xảy ra tai nạn nhiều lần, mà ngay năm nay là cũng đã có rồi. Đấy, có vụ người chết là qua đường đấy là có rồi. Tuyến quốc lộ 5 đoạn qua phường Bần Yên Nhân, Phùng Chí Kiên, Di Sử, Bạch Sam và phường Minh Đức là một trong những đoạn đường phức tạp về an toàn giao thông. Tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhưng nhiều người điều khiển xe ô tô, xe máy, xe đạp lại vô ý thức đi ngược chiều. Đáng chú ý là hành vi đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 5 xảy ra thường xuyên, thế nhưng vẫn không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để. Cùng với đó là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, dẫn đến tình trạng này ngày càng gia tăng. Tuyến quốc lộ 5 dọc hai bên đường rất là nhiều hộ dân sinh sống, các người dân ở đây thì cũng hoạt động kinh doanh buôn bán rất là nhiều, nên dẫn đến cái tình trạng đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 5 là có tồn tại và thực ra là cũng rất là khó. Đấy, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực làm công tác tuyên truyền đến với trực tiếp ở các cái hộ dân này, và bằng cái biện pháp cứng rắn hơn nữa là tăng cường xử lý dứt điểm cái tình trạng lấn chiếm hành lang lòng đường. Và tuyến quốc lộ 5 thì không cho phép người dân
đi ngược chiều, nên ra là dẫn đến cái tình trạng là người dân thường đi tắt, dẫn đi ngược chiều. Và đó, trong thời gian tới chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm cái trường hợp. Thưa quý vị, trong số những ngôi đình thờ Thái sư Trần Thủ Độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì đình thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ nổi tiếng hơn cả. Ngôi đình này được xây dựng từ thời Hậu Lê, vẫn còn giữ được những giá trị đặc sắc về mặt kiến trúc, nghệ thuật. Cùng với đó là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm, tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đình Hoan Ái, thờ Thành Hoàng Làng là Thái sư Trần Thủ Độ, một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Trần. Ông sinh ra ở làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lịch sử ghi nhận Trần Thủ Độ là người có công lớn trong việc tạo dựng vương triều Trần ở thế kỷ thứ 13. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất của dân tộc ta. Thái sư Trần Thủ Độ mất năm 1264, được truy tặng Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Để tưởng nhớ đến ông, nhiều nơi đã lập đền thờ, trong đó nhân dân thôn Hoan Ái tôn ông là Thành Hoàng Làng và dựng đình phụng thờ. Đình làng Hoan Ái chúng tôi là thờ ngài Trần Thủ Độ. Ngài là một vị quan trong triều thời nhà Trần. Sau khi ngài được nhà vua ban phát bổng lộc thì ngài Trần Thủ Độ có ghé qua vùng của chúng tôi và ban phát ruộng đất cho dân làng chúng tôi cày cấy và sinh sống từ đó đến giờ. Để nhớ công ơn của ngài Trần Thủ Độ thì chúng tôi tôn vinh ngài là thần hoàng của làng và lập đình để thờ ngài từ đó đến giờ. Theo văn bia còn lưu lại đến ngày nay, đình Hoan Ái được xây dựng thời Hậu Lê, qua nhiều lần trùng tu, hiện nay có kiến trúc kiểu chữ công gồm đại bái, trung tử và hậu cung. Đây là ngôi đình rộng mang kiến trúc tiêu biểu của một ngôi đình truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các cấu kiện trong đình đều được làm bằng gỗ lim, kết cấu vững chắc, còn tương đối đồng bộ, mang phong cách mỹ thuật thời Lê Nguyễn đan xen. Trên các bộ vì kiểu đều được chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, thể hiện sự tài hoa của người thợ xưa. Đặc biệt là cái kiến trúc của ngôi đình chạm trổ những cái bức phù điêu hết sức tinh xảo và đẹp. Trong cái đình thì gồm có những cái bộ kiệu, như cái kiệu bát cúng, kiệu long đinh và một số những cái vật dụng khác để phục vụ cho cái việc mà tổ chức rước nước và lễ hội của thôn. Thì hiện tại bây giờ là ngôi đình là vẫn là rất là bền, là đẹp. Thế một số những cái hạng mục mà nó đã xuống cấp thì hàng năm cũng đã tiến hành sửa chữa rồi, nhưng cơ bản là cái ngôi đình là vẫn còn giữ nguyên được cái bản gốc của nó. Với những giá trị đặc sắc về kiến trúc, nghệ thuật và ý nghĩa công lao của nhân vật được thờ trong đình, năm 2004, đình Hoan Ái được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia. Từ nhiều đời nay, ngôi đình cổ gắn bó mật thiết đối với người dân thôn Hoan Ái, không những là nơi thờ cúng tưởng nhớ tới Thái sư Trần Thủ Độ mà còn là địa điểm thân thuộc diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng của dân làng, tạo nên hồn cốt cho quê hương. Ngày rằm vào ngày mùng 1 hàng tháng là các cụ gọi là hương lão trong làng đấy là vẫn ra tập trung ở đình. Trước hết là để thắp hương nhà ngài, sau nữa là các cụ bàn việc của địa phương rồi thăm hỏi nhau về tình hình sức khỏe, tạo nên một cái bầu không khí rất là phấn khởi và hồ hởi. Địa phương xác định là di tích đình làng Hoan Ái là một trong những di tích rất là quan trọng của địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã cùng toàn thể nhân dân trong thôn cũng rất là quan tâm các cái nguồn xã hội hóa để duy trì bảo tồn. Để tri ân công lao của Thái sư Trần Thủ Độ, hàng năm từ ngày 19 đến 24 tháng Giêng âm lịch, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội truyền thống đình Hoan Ái. Đây là lễ hội được tổ chức quy mô và còn giữ được những nét văn hóa dân gian trong cả phần lễ và phần hội. Điểm nhấn trong lễ hội là nghi thức lấy nước trên sông Bắc Hưng Hải về đình làm lễ và rước kiệu quanh làng, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.